Kính đeo ở trên mặt rồi, thế còn nhường dưới? Nhường dưới là gì nhỉ? Khó hiểu ghê. Khó hiểu, lại còn hiểu sai nữa rồi. Kính ở đây là kính trọng, chứ không phải đeo kính đâu. Nhếp ạ. Thế ạ? Thế câu đó có ý nghĩa như thế nào ạ? Là phải biết kính trọng người lớn hơn mình và nhường nhịn người bé hơn mình. Thế chị Bông phải kính ai? Nhường ai? Trong gia đình thì phải kính trọng ông bà, bố mẹ này, anh trai này và phải nhường nhịn nhép này. Thế anh trai thì nhường nhịn ai? Anh sẽ nhường nhịn Bông và Nhép. Hurra! Vậy là em được hẳn hai sự nhường nhịn. Vậy anh chị dọn nhà đi nhé, nhường cho em đi chơi. Hurra!
biết làm thơ rồi đấy. Gà bông làm thơ á? Đọc xem nào. Về 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 về, con về gọi hè. Về 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 về, mùa hè có về. Ôi, hoan hô, mùa hè có về. Về về về. Chỉ cho tả một cô thôi. Thế thì chị thích học văn hay học toán? Chị thích học văn, nhưng cô dạy toán lại xinh hơn cô dạy văn. Thế thì em sẽ chọn tả cô xinh. Tại sao? Vì cô mà xinh thì văn của mình tất nhiên cũng xinh rồi. Bye.
Đi ngủ đúng giờ, em nằm ngay ngắn, tay chân duỗi thẳng, mắt nhắm thở đều. Nhép có bao giờ đi ngủ đúng giờ đâu? Em biết bài hát đi ngủ đúng giờ cũng được rồi mà. Hát vào giờ ngủ, ngủ vào giờ hát. Hát vào giờ ngủ, ngủ vào giờ hát. Đấy, thấy chưa? Anh Choi phê bình đấy. Thế Nhép có biết vì sao phải ngủ đúng giờ không? Không ạ. Ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn để tiếp tục học tập và làm việc. Nếu em không ngủ trưa thì buổi học chiều sẽ rất mệt. Nếu em ngủ tối muộn thì ngày hôm sau sẽ không dậy đi học đúng giờ được. Thôi được rồi, em sẽ không hát bài đi ngủ đúng giờ nữa. Cái gì thế? Có gì bị mất à? Ôi giời, xích xì mắc xích. Anh Nhép lại nghịch dại rồi. Nghịch gì mà nghịch? Nhép lại nghịch gì nữa thế? Đâu đâu? Đây đấy. Em đã mang chim non về lại tổ rồi mà. Kìa kìa. Rồi mà đấy, các bạn ý vẫn khỏe mạnh, lại hát vui vẻ
Có bao nhiêu ngày Tết các bạn biết không? Thế mà cũng hỏi, các bạn ý cười cho. Em còn biết là có mỗi Tết dương lịch và Tết âm lịch thôi. Đấy, nhét trả lời sai, con thiếu nhiều. Còn có Tết Trung Thu này. Đúng, còn nữa. Tết Thiếu Nhi này. Đầy nhé, Tết dương lịch thì ai cũng biết. Tết âm lịch còn gọi là Tết Nguyên Đán. Rồi đến Tết Thượng Nguyên là rằm tháng Giêng, Tết Thanh Minh, Tết Hàn Thực, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu và nhiều ngày lễ Tết khác nữa cơ. Các bạn nhỏ nào biết thì gửi thư về cho chúng tớ nhé. Eo, nhiều Tết thế này thì tha hồ được nghỉ Tết. Các bạn ơi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nghỉ học. Có lẽ riêng với nhé, phải có một cái Tết riêng. Tết gì ạ? Tết đi học. Chuồn ya chuồn kim, chuồn chuồn ya chuồn ớt, chuồn bướm với lại chuồn trâu, chuồn nâu ya chuồn vàng, chuồn chuồn ya chuồn xanh, chuồn chuồn ya chuồn tia, chuồn tim với lại chuồn lam, chuồn cam ya chuồn hồng, chuồn 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 bay thấp thì mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được đi tham quan những đâu rồi? Còn anh em tớ được đi tham quan bảo tàng dân tộc học này, tham quan bảo tàng mỹ thuật này. Em có một thắc mắc. Gì thế Nhép? Nhép có bao giờ hết thắc mắc đâu. Thì em không hiểu biết thật mà. Được rồi, em không hiểu điều gì nào? Tại sao trong bảo tàng nhìn đâu cũng thấy tấm biển không sờ vào hiện vật? À, đó là để nhắc nhở chúng ta chỉ được nhìn, ngắm, chiêm ngưỡng hiện vật trưng bày thôi. Chứ ai cũng thích là sờ vào thì làm sao giữ gìn được? Ý thức giữ gìn tài sản chung đấy. Kể cả ở trường, lớp, ngoài công viên hay bất kỳ đâu, chúng ta đều phải có ý thức như vậy. Thế hôm qua đi bảo tàng về, em rút ra được gì? Dạ, em rút ra được cái ngón tay ở bức tượng ạ. Nhật Nam, ai cũng thích anh trông xoay vì ta trông thật quá.
Chị Bông ra nghe điện thoại. Em nghe điện thoại mà lại nói trống không như vậy với bạn của chị à? Làm sao em biết là bạn chị gọi? Chả nhẽ em hỏi, alo, bạn chị Bông đấy ạ? Bông nói đúng đấy, nhép bé, nghe điện thoại phải lễ phép hơn, dù là ai gọi đến. Alo, ai đấy ạ? Điệu như con gái thế ạ? Không cần điệu thế, chỉ cần nói lễ phép. Alo, ai đấy ạ? Lần sau em sẽ nói như vậy. Còn bây giờ, điện thoại của chị Bông mà. Thôi chết, chờ tớ một tí. Vậy thì chúng mình và đường cũng là bạn thân. Không có chúng mình thì đường vắng hoe cũng buồn lắm. Nào các bạn, chúng ta cùng đi chơi thôi. Con sông Hán rất hay, trăng ngoan và xinh xắn.
tay rồi mà, sạch kín kít rồi. Mới nhúng tay vào chậu nước rồi nhấc ra luôn, mà báo là sạch à? Ơ, sao thế? Nhanh nghịch đất bẩn, em bảo đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Rửa tay trước khi ăn cơm là đúng rồi, nhưng em rửa rồi mà chị bông chê bẩn. Đây này, xem tay xinh thế này mà chê bẩn. Đấy, bẩn nguyên đây này, tay xấu. Chân xấu thì có. Tay xinh, chân xinh của mẹ, mẹ vẫn bảo thế. Thôi, thế này nhé, tay xinh hay chân xinh không quan trọng. Quan trọng là nhép cầm hộ anh nắm hạt này. Để làm gì ạ? Để cho hạt nảy mầm, anh còn trồng cây được. Tay nhép chắc vẫn còn đầy đất, đủ để hạt nảy mầm. Ôi ôi, em đi rửa lại ngay bây giờ là được chứ gì? Bạn nhà vào sớm nghe câu chuyện
Nếu có một người cần sự giúp đỡ, các bạn có sẵn sàng giúp không? Anh hỏi em ạ. Hỏi tất cả các bạn đang xem bản tin ý, nhép ạ. Mình đặt lại câu hỏi nhé. Có một người đang cần sự giúp đỡ, các bạn có sẵn sàng giúp không? Em thì em sẽ sẵn sàng. Anh cũng vậy, biết giúp đỡ người khác là tốt rồi. Em biết có người đang cần giúp đỡ ngay lúc này đấy. Ai? Đâu? Để chị giúp luôn. Có một em bé vì vô tình đã làm vỡ một món đồ. Chị có thể giúp em ấy dọn dẹp không? Chị... Các bạn nên phân biệt lúc nào nên hay không nên giúp đỡ để không phung phí lòng tốt của mình nhé. Chồng cho ai trả máy bay cho em đi. Không được, em trả ô tô cho anh đã. Anh em ơi, phải bấm chặt. Máy bay của em cơ. Thế ô tô của anh chứ? Ô kìa. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh. Giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bóng. Không chơi nữa đâu. Sao thế anh chồng choi? Chơi với em đi mà. À, bóng của em, bóng của em. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh. Giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan. Sao ngày bóng chơi nên các bạn cười chê. Chồng cho ai có thấy em oai không này? Oai. Mà đấy là do em có bóng làm bạn mới oai thiếu chứ. Nếu chúng hỏng hết thì mình chẳng có gì mà chơi nữa đâu. Em đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Đây là trong loài đẹp trai hát hay.
tại sao gấu lại ngủ đông hả anh chị? À, gấu ngủ đông để trốn rét, để tiết kiệm năng lượng. Thế gấu không cần ăn à? Gấu giữ chữ thức ăn bằng hình thức tích mỡ. Trước khi mùa đông tới, các con gấu đều béo lên do sự tích trữ thức ăn trong nhiều tháng liền. Tích mỡ bằng cách ăn mật ong đúng không ạ? À? Cũng là một cách, vì mật ong là món khoái khẩu của gấu mà. Thế nhét có gì trên tay vậy? Mật ong đấy ạ. À? Để làm gì? Nhép cũng ăn mật ong à? Vâng, sắp hết mùa hè rồi, em cũng muốn ngủ đông giống gấu. Nhưng chúng mình có quần áo ấm, đâu sợ rét. Em ngủ đông không phải để trốn rét ạ. À? Thế để làm gì? Để trốn học ạ. À? Ông mặt trời óng ánh, tỏa nắng hai mẹ con, bóng con và bóng mẹ dắt nhau đi trên đường. Em có thấy ông mặt trời óng ánh đâu nào? Đây này nhép. Ôi! Ông mặt trời óng ánh, tỏa nắng hai mẹ con, bóng con và bóng mẹ dắt nhau đi trên đường. Chị bóng này, ông mặt trời tỏa nắng nhiều hơn khi nhìn thấy em thì sao ý? Em nói sai rồi. Ông mặt trời tỏa nắng thật nhiều khi thấy chị em mình đấy. Đúng không anh chống choai? Ừ nhỉ. Trên cao nhé, cháu ở dưới này thôi. Ông ở hôm ba nữa, cháu ở phố nào thôi. Hai ông cháu cùng cười, mẹ cười đi bên cạnh. Bảo thờ vợ ơi là vợ. Sâu đã thuộc hết chưa? Chúng ai làm cho các em ngờ nhé. Ông mặt trời ông ánh, tỏa nắng hai mẹ con, bóng con và bóng mẹ dắt nhau đi trên đường. Ông nhíu mắt nhìn em nhíu mắt nhìn anh. Chúng ta là siêu chim, có giọng hát rất hay, chăm quan tài.
có thể nhắm bắn trúng cái lon ở cách xa mình 2 mét đấy. Ôi, siêu thế. Anh còn có thể nhắm bắn trúng cái lon cách xa mình 3 mét cơ. Em á, cách xa 5 mét anh cũng bắn được. 5 mét đã là gì? 6 mét anh vẫn bắn trúng. 6 mét là xa, rất xa đấy. Chuyện nhỏ như con thỏ. Bắn được cả thỏ á? Anh còn có thể nhắm một mắt mà bắn vẫn trúng nhé. Tuyệt vời. Làm sao bằng em được? Em nhắm cả hai mắt vẫn bắn trúng nhé. Nói khoác nhé. Nhắm cả hai mắt thì nhìn bằng gì? Thì... thế mới là thiện xạ chứ. Bố thích thật. Đúng đấy, chúng mình yêu bố lắm. Vì bố là tất cả. Bye.
chán thật, chả có trò gì chơi. Chán thật, chán thật. Chán gì mà chán, chiều mai sẽ đi thả diều nhé. Thả diều á, giống như thả chim á. Thế giờ chị đang nhốt diều ở đâu? Diều không phải nhốt, mà chúng mình sẽ tự dán một chiếc diều bằng giấy, rồi thả nó bay lên trời theo gió. Thả, bay, thế tức là bay như chim còn gì, lại còn phải thả mới bay được. Rõ là diều đang bị nhốt. Anh chị nhốt diều ở đâu? Diều là diều, chim là chim, giống nhau thế nào được? Ừ, diều làm gì có cánh? Thế không có cánh thì bay bằng gì? Mình sẽ làm cho diều đôi cánh giả bằng giấy, gió sẽ giúp diều bay cao lên. Và chúng ta nối diều với một sợi dây, thả dây càng dài thì diều càng bay cao. Hay quá, thế thì không cần đến diều đâu. Anh chị cứ dán cánh vào em, buộc dây vào em rồi thả em bay lên trời nhé. Mình sẽ câu một con cá chích thật to, mang về cho Bông nhé. Ừ, em muốn câu cá vàng cơ. Đây rồi, đây rồi. Cố lên nhé chú em. Nhật Hà, ai cũng thích anh trông xoay vì ta trông thật oai.
Vậy là mình đã được 5 điểm 10 rồi. Bố mẹ hứa nếu có 10 điểm 10 sẽ được thưởng một chuyến du lịch. Anh cũng có 6 điểm 10 rồi nhé. Em sẽ vượt anh Choi cho mà xem. Này nhép, em có điểm 10 nào chưa? Chưa đúng không? Điểm 10 á? Em đây. Thật á? Vậy em có mấy điểm 10 rồi? Nhiều thế cơ á? Em có 12 điểm 5 rồi. Cộng vào lại trả được 6 điểm 10 bằng anh rồi nhé. Bye.
ốm rồi, chúng mình phải làm sao đây? Hát cho mẹ nghe nhé, mẹ sẽ vui, quên ốm. Không được, mẹ sẽ đau đầu lắm. Em muốn đi chợ, mua thịt về nấu cháo cho mẹ. Nhưng chợ ở xa lắm. Thôi được, anh sẽ đi với em. Nhất phải ở nhà trông mẹ nhé. Mẹ lớn mà, sao em trông được? Nhớ mẹ không ăn được cháo thì sao? Hay là mình hỏi mẹ muốn ăn gì đi? Ý hay đấy. Không cần hỏi đâu, chị cứ mua thịt nướng về nhé. Sao lại là thịt nướng? Vì mẹ không ăn, em sẽ ăn hộ mẹ, chứ cháo thì chẳng ai ăn hộ được. Một, hai, đi, một, hai, một, hai, đều chân bước.
năm học tới em sẽ cố gắng có được 100 điểm 10. Như thế thì có mà là kỳ tích. Để xem nếu có đạt được kỳ tích đó không. Thế kỳ tích là gì? Sao lại bỏ đó là kỳ tích? Thế chị hỏi nhép nhé. Nếu có người từ trên nóc nhà rơi xuống đất mà chẳng hề suy chuyển gì thì đó nghĩa là gì? Là ngẫu nhiên ạ. Không phải thế. Nếu như người đó lại một lần nữa rơi xuống từ trên nóc nhà mà vẫn không làm sao thì gọi là gì? Là may mắn ạ. Vẫn sai. Người này lần thứ ba leo lên đỉnh tháp cũng lại rơi xuống nhưng vẫn không hề bị thương thì phải gọi là... Chà, em hiểu rồi. Như thế gọi là không thể tin được. Đấy, vậy với nhép, kỳ tích cũng không thể có. Chuẩn, vậy là 100 điểm 10 là một kỳ tích. Các bạn ơi,
anh kiểm tra trình độ của Nếp nhé. Trình độ gì ạ? Trình độ cộng toán. Anh đưa cho em 2 con thỏ, Bông đưa thêm 2 con nữa. Hỏi em có tổng cộng bao nhiêu con thỏ? 5 con ạ. Thế này nhé, chị cho em 2 quả táo, anh cho em thêm 2 quả. Vậy em có mấy quả táo? 4 quả ạ. Đúng rồi. Vậy thì anh đưa cho em 2 con thỏ, Bông đưa thêm 2 con nữa. Hỏi em có tổng cộng bao nhiêu con thỏ? 5 con thỏ ạ. Trời ơi, 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4 ạ. Vậy tại sao lại cứ trả lời là có 5 con thỏ? Vì em có 1 con thỏ rồi mà. Anh cho em 2 con, chị Bông cho em 2 con nữa. Chả là có 5 con tất cả. Đem đi chơi, em rước đem đi khắp cổ vườn. Lòng vui sướng vẫy đèn trong tay, em mua ca trong ánh trăng rằm. Đèn ông sao vẫy đèn ca trăm, đèn thiên nga vai đèn bấm bấm. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lờ vẫy đèn tinh tinh, đèn xanh lam vẫy đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Trên cao sáng tròn xinh xinh, soi sức chân anh sang dịu dàng. Dầm thang ta mong thang tròn sang, em mua ta vui đón chị vàng. Tùng dinh dinh cất tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cất tùng dinh dinh. Em sức em này đến cung thang, tùng dinh dinh cất tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cất tùng dinh dinh. Em sức em mừng đón chị.
khó quá, khó quá. Nhíp đang làm bài tập à? Bài gì mà khó thế? Bài tập môn địa lý ạ. À? Câu hỏi khó quá, em không làm được. Đọc đề bài chị nghe xem nào. Địa lý là anh cũng giỏi lắm đấy. May quá, đây nhé. Em hãy cho biết núi Phú Sĩ nằm ở đâu? Chị nhớ là núi Phú Sĩ nằm ở Nhật Bản. Anh nhớ rõ nhất luôn. Ở đâu hả anh Choi? Anh Choi đúng là giỏi thật. Thế núi Phú Sĩ nằm ở đâu hả anh? Nằm ở dòng thứ 10, trang 50, sách địa lý. He he. Vui hơn chỉ rằm tháng tám
em sướng cực. Bạn ý nói nghỉ hè, ngày nào cũng tha hồ chơi game. Chơi game, chơi game. Thích nhỉ? Thế mà bố mẹ nói, chơi game nhiều không tốt. Em thấy cứ ở nhà chơi game vừa mát, vừa không nguy hiểm. Thế là tốt chứ nhỉ? Ai bảo chơi game nhiều là tốt đấy? Anh Choi ạ. Nếp chứ. Chơi game nhiều sẽ dẫn đến mỏi mắt, hại mắt, rồi đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trò chơi điện tử. Dần dần sẽ Bị làm sao? Bị hâm đúng không? Không phải. Thế thì bị làm sao? Đấy, có bị làm sao đâu mà cứ dọa. Bị mách bố mẹ. Em mà mách bố mẹ thì cả hai sẽ biết là bị làm sao. Ôi ôi, đừng. Các bạn có biết tớ là ai không? Không biết. Tớ là gà nhét đây. Vừa đẹp trai lại vừa khỏe nhất nhà. Chà tin. Tớ không tin à? Không tin thì để tớ cho các bạn thấy. Hôm nay có thấy mặt anh trai đâu. Sợ thua ấy mà. Trốn rồi.